U20 Việt Nam đi tiếp hay bị loại trong trường hợp nào? Thắng cả hai đối thủ mạnh là Úc và Qatar ở hai lượt trận đầu tiên bảng B giải U20 châu Á 2023 để giành trận 6 điểm, U20 Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể bị loại. Sau hai lượt trận, U20 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối. Ba đội U20 Úc, Iran cùng 3 điểm và Qatar chưa có điểm nào, chia nhau 3 vị trí tiếp theo. Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 7 tháng 3, U20 Việt Nam sẽ gặp Iran, còn U20 Qatar đúng độ Úc. U20 Việt Nam đi tiếp trong trường hợp nào? U20 Việt Nam chắc chắn sẽ đi tiếp, thậm chí giành luôn ngôi đầu bảng nếu có điểm trước đối thủ mạnh là U20 Iran. Trong trường hợp để thua Iran, U20 Việt Nam vẫn có thể đi tiếp nếu U20 Úc không thắng được Qatar. Khi đó, U20 Việt Nam và Iran sẽ là hai đội đi tiếp với cùng 6 điểm. Iran xếp nhất bảng nhờ hơn U20 Việt Nam thành tích đối đầu. U20 Việt Nam thua cách biệt Iran một bàn nhưng ghi được 3 bàn thắng trở lên. Khi đó U20 Iran, Việt Nam và Úc sẽ có cùng 6 điểm. Tuy nhiên U20 Iran và Việt Nam sẽ lần lượt xếp nhất nhì bảng B nhờ thành tích đối đầu tốt hơn. U20 Việt Nam bị loại trong trường hợp nào? U20 Việt Nam thua Iran 0-1, còn U20 Úc thắng U20 Qatar. Khi đó U20 Việt Nam, Úc và Iran có cùng 6 điểm. Tuy nhiên U20 Úc và Iran sẽ giành vé đi tiếp nhờ thành tích đối đầu tốt hơn. Cụ thể, U-20 Việt Nam sẽ có ít bàn thắng hơn hai đội Úc và Iran khi đối chiếu kết quả đối đầu giữa ba đội với nhau. U-20 Việt Nam thua Iran cách biệt hai bàn trở lên, U-20 Úc thắng U-20 Qatar. Khi đó, U-20 Việt Nam, Úc và Iran có cùng 6 điểm. Tuy nhiên, U-20 Úc và Iran sẽ giành giá đi tiếp nhờ thành tích đối đầu tốt hơn. Cụ thể, U-20 Việt Nam sẽ có hiệu số bàn thắng thấp hơn hai đội Úc và Iran khi đối chiếu kết quả đối đầu giữa ba đội với nhau. U20 Việt Nam thua Iran 2-3, còn Úc thắng Qatar. Khi đó U20 Việt Nam, Úc và Iran có cùng 6 điểm. U20 Iran có thành tích đối đầu tốt nhất, giành vé đi tiếp. U20 Việt Nam và Úc có thành tích đối đầu bằng nhau. Lúc này cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam sẽ tùy giao việc Úc thắng Qatar bao nhiêu. Thậm chí, điểm số fair play có thể sẽ được sử dụng nếu Úc thắng Qatar 2-1.